Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Thì các bác ơi, dạo này có rất là nhiều có anh em hỏi những cái câu hỏi là vì sao con chim của anh em hot ít đúng không các bác, và nó hot không bài bản hay là hot câu 1 câu 0 các bác nhá. Thì giới thiệu với anh em, đây là con chim họa mi này của em, nó cũng hot rất là ít các bác nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là nó chưa căng, các bác, nó chưa căng. Sau khi mình tìm hiểu và điều tra tất cả những cái nguyên nhân của nó ấy, bởi vì là con chim này thì em cũng bắt về được khoảng tầm 5-6 ngày rồi các bác nhá, cũng đã cho nó tắm nước tắm và cho nó tẩy giun rồi. Và bây giờ thì con chim này bắt đầu nó lên điện rồi. Thì trong cái quá trình mà như thế này ấy, nếu mà anh em mà treo con chim ra mà nó hót rất là ít ấy, thì anh em có một cái việc là anh em hãy tìm một con mái. Đây nhá, đây là con mái này các bác này. Hoặc là các bác có thể là treo nó lên một cái chỗ thoáng đãng. Ý là như kiểu em đang treo này các bác này. Ví dụ như em đang treo con chim này nhá các bác nhá, thì là nó không vướng mắc bất cứ một cái gì cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là con chim nó khi mà nó treo lên ấy, nó cảm thấy rất là an toàn và nó cảm thấy rất là tự tin các bác nhá. Khi mà nó được treo lên chỗ này, vì thế là anh em mà gặp những chú chim mà nó hot ít này, nó hot ít hay là nó không hot mấy các bác nhá, mà nó hot câu 1 ấy, thì anh em cái việc đầu tiên của anh em ấy là anh em tìm cho chim một cái chỗ treo, ví dụ như là một cái chỗ treo thật an toàn cho con chim. Khi là làm sao để mình nhận biết được chỗ treo đó an toàn cho con chim hay không, thì các bác hãy em treo con chim lên, và con chim ví dụ như hai con chim họa mi này của em này, nó cảm thấy chỗ này an toàn. Khi các bác treo con chim lên ấy, thì con chim nó phải đứng im trên cầu, các bác nhá, phải đứng im trên cầu và nó không được nhảy loạn xạ hay là mắt của nó không được đảo qua đảo lại. Nghĩa là khi mà cái mắt nó đảo qua đảo lại có nghĩa là nó vẫn còn nhìn ở đằng trước đằng sau hay ở chỗ xa chỗ gần, nó có con nào đấy đúng không các bác, nó có một con nào đấy hay nó có một cái vấn đề gì nó đang sợ đấy. Khi mà mình treo con chim lên mà con chim đứng im như này và cái con chim nó ít hót như này, thì mình hãy dùng điện thoại như này các bác nhá. Hãy dùng điện thoại, đây em sẽ quay cam sau cho các bác nhé. Anh em hãy dùng điện thoại này, anh em dùng những cái file, ví dụ như là file chuyền than này chẳng hạn, anh em kích này. Đó, khi mà anh em kích ấy, thì anh em gọi mồm như này. Đấy, con chim này cũng đang bị hiện tượng như của các bác hỏi em này. Nó hót cũng rất là ít đúng không các bác? Và nó hót cứ được câu 1, nó hót ngắt quãng ấy. Thì rất là chán luôn, thì anh em bắt buộc anh em phải dùng cái điện thoại hay là dùng những cái file anh em kích nhanh coi nhé. Đấy, ví dụ như là khi mà con chim nó như này thì các bác kích bằng file chuyền than này. File chuyền than và kết hợp với gọi mồm. Đấy, khi nào mà kích mà cảm giác con chim nó bắt đầu nó gật đầu gật lên gật xuống, gọi là múa lân ấy, cái đầu nó cứ lắc lên lắc xuống ấy, thì lúc ấy có nghĩa là con chim nó đang vào điện. Nếu mà con chim anh em mà có hiện tượng mà kể cả nó không hót nhá, nhưng mà cái đầu nó cứ gật lên gật xuống ấy, có nghĩa là nó đang muốn hót, thì các bác phải cố gắng bác kích thật nhiều. Các bác kích thật nhiều để cho con chim nó bằng da mỏ ấy thôi các bác nhá. Nghĩa là bây giờ mình làm sao mà phải kích được cho nó ra giọng thì lần sau nó mới căng được các bác nhá. Khi mà anh em kích những cái file như này ấy, ví dụ như con chim này em đang kích bằng file chuyền than đúng không các bác? Nếu mà cảm thấy nó không ok thì mình kích bằng file radar này. Để xem phản ứng nó như thế nào. Để xem phản ứng nó như nào các bác nhá. Đó, và anh em kết hợp quan trọng nhất là anh em phải gọi. Đó, nếu như cái file radar nó không ổn định đâu các bác, thì các bác có thể kích bằng file khác chẳng hạn, ví dụ đấy. Nhưng mà đây em khuyên các bác là kích một file, hai file. Ví dụ kích của file họa mi đi. Em lại kích thử bằng file họa mi thôi nhé. Ấy, cảm giác cái file họa mi này con chim này rất là thích này các bác này. Và con chim này thì em đứng gần nó hơi nhảy các bác nhá. Thì bây giờ mình sẽ đứng xa xa một chút này. Ấy, các bác có thể quan sát nhá, như cái chỗ treo như này ấy, là con họa mi này vẫn đang hơi sợ sợ các bác nhá. Nó đang sợ, đây là cái biểu hiện của nó này các bác này. Nó cứ nhảy xong nó ngó đi ngó lại các bác, đấy đấy, cái ở cửa đấy các bác nhìn nhá. Đấy, biểu hiện của con chim họa mi đang sẽ hơi sợ sợ. Ví dụ như con mái này thì nó không sợ này con này. Đấy, như con mái này nó không sợ mấy này.
đấy, những con họa mi này đang sợ, con trống này đang sợ này, thì anh em phải tìm cho nó một cái chỗ nào đó mà yên tĩnh nhá. Nếu mà anh em mà không có chỗ yên tĩnh thì anh em hãy dùng cách này. Đấy, như này thì nó sợ ít thôi, nó cũng không sợ nhiều quá, thì anh em mới dùng cái áo lồng này. Dùng cái áo lồng này, ví dụ em làm nhá. Đấy, em đặt cái áo lồng xuống này. Đặt cái lồng chim xuống này, một tay em làm, một tay em dùng nó hơi. Đấy các bác, đặt cái áo lồng, đặt cái lồng chim xuống và anh em bỏ cái vải lên. Anh em phủ cho em một lửa như này thôi. Anh em phủ cho em một lửa này thôi. Là con chim nó sẽ gần như nó sẽ bớt nhảy coi nhá. Và đấy anh em ngồi kích thì nó sẽ ok hơn. Đấy các bác thấy không, con chim nó gần như nó đứng tĩnh luôn. Đấy các bác thấy hiệu quả chưa? Anh em phải kích thôi, không có cách nào khác cả. À, nếu như cái việc kích như thế này nhá, nếu một con chim các bác mà làm liên tục, quá trình diễn ra liên tục thì nó rơi vào tầm chục ngày quay đầu thôi. Có những con chim chỉ tầm 3 lần kích thôi là nó đã căng rồi. Đấy. À, còn nếu có những con chim có thể kích cả nửa tháng các bác nhá. Đấy, thì chỉ trong vòng khoảng tầm nửa tháng quay đầu thôi là con chim của các bác nó sẽ chơi. Ở đây cái việc ở đây anh em mình, khi anh em mình kích ấy, thì anh em mình bắt em tắt cái nhạc đi, không tránh tình trạng tí em kích tiếp nhá. Anh Tạng nói các bác không nghe thấy. Ở đây cái việc mà anh em mình kích như này ấy, thì là lúc nào để lúc nào thì thôi. Đến lúc mà con chim của anh em treo ra nó hót bài bản rồi, nó hót bài bản và nó hót gọi là nhuần nhuyễn rồi, thì lúc đấy anh em thôi anh em nhé. Nếu mà khi mà con chim của các bác nó căng rồi ấy, thì đôi các bác lại không cần dùng đến mái nữa. Thì các bác hãy đặt con mái, ví dụ như con mái như này nha các bác nhé. Đây các bác đặt con mái, con mái đây là con mái này. Đó, con mái rất là thuần thì em sẽ đặt xuống đây. Đặt xuống đó. Đặt xuống các bác nhé. Đấy các bác đặt xuống như này. Có đặt xuống này, trên là con đực, dưới là con mái này, thì đừng cho nó nhìn thấy nhau. Khi mà mình kích cho nó hot hot rồi ấy, thì mình đừng cho nhìn thấy nhau. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà con mái này nó, khi mà con đực này nó bắt đầu nó ăn mái rồi ấy, thì bắt đầu cái sự tìm kiếm con mái nó rất là khát khao các bác nhá. Nó rất là khát khao luôn, bởi vì là khi mà nó không thấy mái cái bắt đầu nó tự động nó tìm nhau bằng tiếng hot các bác nhá. Thì bắt buộc nó phải tìm nhau bằng tiếng hot, nếu nó không tìm nhau bằng tiếng hot thì nó chẳng có cách gì khác cả. Thì khi mà con đực này mà hot lên một câu đúng không, và con mái nó đáp lại thì luôn nó sẽ rất là sung. Nó rất là sung các bạn. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy à, các bác thấy không? Nó sẽ hót ngay. Đi em thử xùy tiếng mái nhá các bác nhá. Đấy. Khi nào mà con chim của anh em hót nhiều thì anh em hãy làm như vậy nhá. Còn các bác có thể nói là ở trên cái video này thì em vừa làm em vừa nói chuyện với các bác, nên là làm nó sẽ không hiệu quả hẳn đâu. Còn nếu như anh em mà treo con chim lên mà nó vẫn nhảy nhá, thì tốt nhất là anh em hãy để con chim trống xuống gần con chim mái và anh em ngồi kích. Chẳng dạng như này này các bác này, chẳng dạng như này, em cứ vừa nói vừa thực hành luôn các bác nhá. Nó dễ. Đây. Đó. Anh em cứ ngồi như này, anh em ngồi kích thôi. Mình kích một file khác con nhá. Đấy, các bác cứ kích thôi. À, cái công việc kích như này ấy, thì anh em cứ kích cho em khoảng tầm mỗi một lần kích này anh em kích cho em tầm khoảng 30 phút các bác nhé. À, chơi sim này thì mình phải cần có thời gian các bác nhé, mình không thể nóng vội được các bạn. Cần thời gian được thì anh em cứ kích cho em khoảng tầm 30 phút, thì khi sau kết thúc 30 phút ấy, thì anh em hãy treo con chim mái, con chim trống mỗi con một chỗ ra. Thêm khoảng tầm 3-40 phút nữa để cho hai con nó gọi nhau, khoảng một tiếng nữa cho hai con nó gọi nhau. Rồi khi đó thì anh em hãy ủ cất đi. Ủ cất đi thì anh em để mái mới chống cách xa nhau khoảng tầm 2-3 mét chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là để giáp lồng nhau nhưng không cho nhìn thấy nhau. Rồi ngày hôm sau anh em lại bắt đầu anh em tiếp tục kích như vậy coi nhá. Thì trên đây là cái video mà em chia sẻ với anh em là vì những chú chim mà nó hót ít coi nhá, thì làm cách nào để cho nó hót nhiều, hót bài bản, thì nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Anh em hãy áp dụng vào làm theo nhá. Thì em cũng xin chúc tất cả những anh em mà áp dụng những cái video này thành công coi nhá. Thì trên đây là video của em, nó cũng được khoảng 10 phút rồi. Em xin phép dừng video tại đây nhé các bác nhé. Thì con chim này em sẽ làm tiếp clip, thì sẽ chia sẻ với các bác sau. Tiếp các bác nhé. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nhé.